biết không? Phụ nữ thời mẹ không có dầu gội mô. Khi nở, mẹ gội bằng bô kết lá chanh, hoa bưởi, hương nhu. Hương nhu là cây gì vậy mẹ? Là những thứ thảo mộc có trong vườn không hả? Con biết không, hương nhu còn gọi là cây ẹ tía. Lá thuông dài, có lông tơ hai mặt. Bông của nó màu tím, cả cây đều có mùi thơm. Con biết không, khi mà gội đầu thì hương thơm ngán ngã cả tuần luôn. Vậy là hồi xưa mấy mẹ không cần tốn tiền mà vẫn làm đẹp như thường mẹ ha. Ừ, con biết không, con gái Huế xưa mộc mạc lắm. Gội đầu bằng hương nhu nè, rồi xóa mặt bằng phấn nụ á, rồi bận áo dài bằng tơ tằm, trông rất nền nạ nhưng đẹp lắm. Dạ. Con biết không, con gái Huế xưa đó thường đi bộ, mà không phải là không biết đi xe mô, mà con gái Huế đi bộ là để tôn vinh vẻ kiêu sa đai cả của mình với cuộc đời. Áo dây trắng nè, rồi nón lá bài thơ ốm trước ngực nè. Ôi cháu ơi, đi dưới hàng lông đạo, trời ơi, con gái Huế một thời được coi như là nàng thơ của văn chương đó. Nếu mà gái Huế đẹp như vậy á thì chắc con trai theo dữ lắm mẹ ha. Đẹp như rửa thì không theo răng được. Nhưng mà nè, muốn mà tặng con gái Huế á thì không dễ đâu. Đừng có bắt chuyện, họ không trả lời mô. Nếu mà có thành ý á thì cứ đi theo ngày này qua ngày khác. Mà khi có thành ý á thì cô gái Huế mới cho làm quen, mời vào nhà nói chuyện. Hồi đó rảnh rang nên mới như vậy, chứ bây giờ làm gì có thời gian để đi từ ngày này qua ngày khác đâu mẹ. Nè, tóc của con dày và đẹp không thua chi tóc của cô gái Huế ngày xưa là mấy. Nhớ lần sau mà ngồi sống thì con không tóc nha. Dạ. Để cho khô tự nhiên, đừng xài máy sấy mà sáu ní á, nhức đau lắm, hiểu chưa? Dạ. Này, một trong bí quyết mà làm phấn nụ á là phải tắm rửa sạch sẽ trước khi vào phòng pha chế. Có như vậy á thì phấn nụ sẽ không bị nhiễm bẩn và có năng lực hấp thụ tinh hoa của đất trời, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Mẹ tốt với con như vậy thì làm sao con nỡ làm chuyện gian dối với mẹ đây? Con nợ có cái chí hay mà mà phải chăm sóc cho nó. Có là con của mẹ nè, mà mẹ không thèm quan tâm, không thèm đổi hoài, mà có gửi đâu cho con không? Rồi mẹ xem Gia Khế sẽ làm phẫn nộ